Chị ba ăn cái gì mà thơm quá dạ? Nói chứ. Chị ba ăn gà rán hả? Có phần cho em không? Có phần của bé Lạc Thiệt nè. Này chị ba giữ lời luôn ta, nói Lạc bắt được anh tí thưởng gà rán. Là nay có gà rán ăn liền luôn nè. Quá đã, phần của bé Lạc là ức gà siêu to. Đợi xíu, Lạc ngồi xuống cho dễ ăn. Chị ba bỏ ra bỏ xương, ra hết cho bé Lạc dễ ăn. Toàn là nạt không, ta nói, nó thơm mà nó ngon gì đâu á. Chắc cũng phải nửa năm rồi, Lạc mới được ăn gà rán. Mém chút xíu quên luôn mùi vị gà rán. Mày vẫn nhớ, nghe mùi là Lạc chạy lại liền. Lạc biết gà rán, nhưng giả bộ, thảo mai hỏi thăm chị ba đồ á. Chứ mắc công không có phần, lại xin quê sao? Mà làm sao không có phần được, chị ba kiểu gì cũng chừa phần cho Lạc. Tự nhiên thấy thương chị ba quá trời. Thương chị ba vô cùng tận luôn ớ. Nhưng vẫn xếp sau ông ba. Ông ba là siêu cấp VIP Pro trong lòng bé Lạc. Còn chị ba chỉ là thời vụ tạm thời thôi. Nên lúc nào có ăn thì Lạc thương, còn lại vẫn thương ông ba. Vì chị ba đâu có đút cơm cho Lạc được. Ở nhà chỉ có ông ba là đút cơm cho bé Lạc được thôi. Ủa hết nhanh dị chị ba. Chưa có đã thèm gì hết. Bữa sau lấy cho em bốn cái nha.